Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Đây là màn hình máy của Sip Idol. Vâng, anh cầm Minoan. Trận này nhà anh nằm ở góc 9.5. Và đối thủ của anh là Summerian của game thủ Mưa Buồn. Vâng, một kèo khá hay. Có lẽ là hai anh sẽ cùng đánh lạc đà thủ phù. Sau đó Minoan thì lên cung A, còn game thủ cầm Summerian thì sẽ lên cung R. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, đây là màn hình máy của Minoan. Sip Idol trận này bãi quả xấu, vì vậy chúng ta hãy cùng theo dõi màn hình của đối thủ của anh. Game thủ Mưa Buồn bãi quả có 6 cây, đã có SH đi dò. Vâng, chắc chắn là điểm số sẽ rất là cao ngay từ thời điểm ban đầu. Vâng, những bước dò đầu tiên, con SH đã tìm ra được một cánh rừng thông. Quả phụ đã có, hiêu đầu cũng đã thấy. Thêm cái những dừa nữa cho game thủ Mưa Buồn. Tỷ số giữa Mưa Buồn và game thủ Sip Idol đang là một đều. Và ở vòng loại chọi gà thì chúng ta sẽ thi đấu chạm 3. Vâng, như vậy là ở vòng công thành Star thì sẽ có sự góp mặt của chim sẻ đi nắng và game thủ chiếc đẹp trai. Trận đấu giữa chiếc đẹp trai và chim sẻ nắng sẽ thi đấu ở thể loại chạm 4 và diễn ra vào 13 giờ chiều nay. Lúc này chim sẻ đi nắng đang có mặt tại Game TV Net. Vâng, có lẽ là anh hơi nôn nóng để có thể công được thành. Bước ngoặt của anh có lẽ là người đối đầu với anh là một game thủ còn rất xa lạ với những khán giả truyền hình. Nhưng với trong làng game thủ thì chiếc đẹp trai không còn quá xa lạ rồi. Cực kỳ hổ báo và cáo trồn, anh không sợ bất kỳ đối thủ nào cả. Trừ sư phụ của mình, đó chính là Yugi. Còn lại thì chiếc đẹp trai chẳng ngán ai cả. X-Men, Cường, BG, vâng, tất cả các game thủ top 1 đều có thể nằm dưới tay chiếc đẹp trai trong một ngày bình thường. Không cần nói đến ngày đẹp trời. Riêng ở thể loại solo thì chip có một khả năng ép đời siêu sớm và khả năng chém cực phũ. Và chúng ta hãy cùng hy vọng là chiếc đẹp trai sẽ tạo ra bất ngờ khi đối đầu với thần đồng AOE Việt Nam chim sẻ đi nắng. Vâng, chim sẻ đã hoàn thành xong năm học lớp 10 của mình. Và bây giờ sẽ là một hè có lẽ là cháy bỏng đối với chim sẻ đi nắng để khẳng định thêm vị thế số 1 của mình trong làng AOE Việt Nam. Vâng, quay trở lại với màn hình của Mưa Buồn, các bạn có thể thấy hai con hươu được đưa về trước và bây giờ là bốn hươu được ăn ở chiếc BS đầu tiên. Đã có một voi ở khá xa nhưng anh đã dắt được về với nhà chính nhà mình. Bãi quả phụ đã có và bãi hiệu phụ cũng đã thấy rồi. Một trận khá đầy đủ đồ của game thủ Mưa Buồn. Quả chính quả phụ đều 6 cây. Như vậy là có 12 cây quả tất cả. Khá là tươi. Bây giờ thì nông dân của Mưa Buồn được cắt ra. Vâng, lượng gỗ thì chưa đủ nhưng anh cứ lao dần dần. Như vậy là không, anh ăn bãi hiêu trước. Còn để lại bãi quả, tí nữa nông dân ở bãi quả đầu sẽ được cắt ra và khai thác. Vâng, 25 dân, có lẽ anh chưa ngừng xin dân với một bài đồ khá nhiều như thế này. Vâng, các bạn có thể thấy rằng là bãi hiêu sẽ được ăn cạnh với bãi vàng. Vâng, một chiếc S vừa để ăn hiêu vừa để ăn vàng. 26 dân, anh đã ngừng xin dân và bắt đầu cắt dân ăn bãi quả phụ kích đời. Vâng, 8 phút 20 với 26 dân Summerian. Nhà trận này thì cực khỏe. Vâng, người ta có thể dành một từ là khỏe như voi cho trận này của game thủ Mưa Buồn cầm Summerian. Trong khi đối thủ của anh Sip Idol thì ngay từ ban đầu bãi quả của anh đã là một bãi quả xấu rồi. Vâng, thiết kế một cái G, không phải là một cái G đẹp nhất. Vâng, chính giữa bãi quả không thể thiết kế được chiếc BG, vì vậy anh đang phải đóng một bãi quả ăn chỉ được có 3 cây gần thôi. Còn 3 cây sẽ ở khá xa. Cũng này có lẽ là game thủ ở Mưa Buồn cần phải thiết kế thêm nông dân ăn gỗ. Một bài khá đẹp. Anh đang cắt dần nông dân ra để thiết kế chiếc BB, bo nhà mình luôn. Vâng, làm gì?
rất lằng ngoằng và cầu kỳ. Vâng, cuối cùng đánh bo một cái khoảng một cái BB mà không mang nhiều tác dụng về bo nhà. Vâng, còn đây là BM. Vâng, một bài bo chống chém của game thủ mưa buồn, chống chém toàn diện. Xin thêm một dân là 27, có lẽ anh sẽ đánh 28 dân trần lực trận này. Và đây là BL, nhiều khả năng sẽ là như vậy. Vâng, đánh chém thôi. Bài này bo kiểu này đánh A thì hơi tù, kiểu gì cũng sẽ phải chuyển. Anh đang kích đời khá muộn với bài giàu. Căn ke thực gỗ không được chuẩn, đặc biệt là gỗ. Nông dân bắt đầu được khai thác vàng. Vẫn còn một bãi quả đang bú giờ. Có lẽ ngựa giò sẽ là ngựa giò công giáp đầy đủ. Vâng, có SH anh để phí quá nhiều ngay từ đầu. Vâng, để phí không giò nhà đối phương để bây giờ ngựa giò lại phải đi tìm một mình. Sivido, chúng ta cùng xem Sivido đánh bao nhiêu dân. Có lẽ mưa buồn phải thiết kế E ngay. Vâng, đây rồi, dường như đã gặp nông dân của game thủ Sivido. Con xe SH đã đổi màu. Vâng, đây là màn hình máy Minoan. 26 dân. Vâng, bãi vàng chỉ bị công vào như vậy. Minoan đang đánh chém thủ. Bãi vàng sẽ được bo bế. Quay lại chọc ngựa giò của game thủ cầm Minoan luôn. Mưa buồn có lẽ là người đang chiếm lợi thế, dân thì nhiều hơn và có lẽ là ngựa giò của anh cũng rất khỏe, công giáp đầy đủ, chiến đấu luôn. Làm một dân, sau đó chạy. Hai nhà L được sóc đều. Khá phũ phàng. Vâng, lên 3 xong. 2L. Đóng luôn cả phù. Vâng, phù của game thủ ở mưa buồn đang được đóng để bảo vệ bãi vàng của mình luôn. Bánh xe chưa đủ. Cứ phải từ từ. Vâng, toàn bộ khu vực nhà chính của game thủ mưa buồn chỉ còn một khe giữa nhà phù là chỉ lao được vào thôi. Còn lại thì anh vẫn đang cực khỏe. Tiêu diệt con ngựa giò của game thủ cầm Minoan. Vâng, có tính chiến đấu rất cao. Bây giờ thì công lên nhà Minoan khi Minoan đang bò khá rộng để có thể thủ phù lên A. Vâng, chiến thuật rất rõ ràng rồi. Có lẽ mưa buồn đã vừa kích bánh xe và sẽ tích gỗ đóng A để có thể mang những con cung R lên bắn phù trước khi tích được rất nhiều lạc đà để lao thẳng vào. Không phù không? Lúc này thì game thủ mưa buồn đang đi dò nông dân ăn hoang của Sivido, nhưng có lẽ Sivido trận này không ăn hoang. Bắt đầu đóng A rồi. Vâng, khá cầu kỳ. Nông dân đã có bánh xe. Đóng một cái A, xin những con cung giờ ra đi bắn phù trước, sau đó tích lạc đà rồi lao vào nhà của game thủ cầm Minoan. Dân anh vẫn sóc ở nhà chính khá đều. Đã vẽ được tất cả là 80 ruộng. Vâng, có lẽ anh cần phải vẽ nhiều ruộng hơn. Tham Lai đang là 36/48, phát triển khá đều. Còn game thủ cầm Minoan Tham Lai vẫn chỉ là 26/76 thôi. Anh đang tập trung thủ phù để lên A. Đã bắt đầu xây A. Vâng, không thấy đối thủ của mình công lên nhiều, anh vẫn đang tập trung bo nhà vẽ ruộng. Lượng thực là rất nhiều rồi. Vâng, nâng cấp cung A hai áo luôn. Rất khỏe, lượng thực vẫn đang rất nhiều. Có vẻ trận này đồ ăn hoang của game thủ Sivido là rất nhiều. Vâng, cung R được sinh ra bắn thẳng bãi vàng. Lạc đà chém thủ, chỉ có một lạc đà thôi. Nếu tình huống này mà game thủ mưa buồn công cả phù thủy lên phù con lạc đà này thì có lẽ là game thủ Sivido sẽ bị bung nhà bằng cách lấy những cung R bắn vào dãy hàng BE cũng như là bắn phù. Nhưng chỉ để đến phút 20 thì có lẽ là mưa buồn khó để công vào được. Vâng, đây rồi. Như vậy là bãi gỗ hở mà game thủ Sivido không để ý. Cung A mới chỉ là một áo. Vâng, tiếp tục bo nhà lại. Có lẽ là với hai con lạc đà, ba lạc đà được lao vào trong nhà như này thì sẽ làm cho game thủ Sivido chết rất nhiều dân. Mặc dù lượng thực là rất nhiều nhưng anh không nâng cấp bánh xe, vẫn để cho nông dân chạy bộ. Vâng, cung A đã hóa hai áo ở thời điểm bị công vào nhà. Một cái lỗ hở chết người ở cánh rừng thông của mình. Vâng, một cái lỗ hở khi mà nông dân đã chặt thủng rừng. Vẫn hở. Lúc này thì có lẽ là mưa buồn sẽ là người giành chiến thắng rồi. Vâng, một sai lầm chết người của Sip Idol. Quá khó. Vâng, Tham Lai tụt thảm hại thì còn có 11/76. Không để tin nổi. Không có gỗ để có thể bo bãi ruộng. Ba cung A sinh ra lẻ tẻ. Bây giờ thì 2L được sóc đều và 1A chảy đều.
Vâng, rất khó cho game thủ Sea Vidal. Anh đã quyết tỷ số là 2-1 cho Mưa Buồn. Vâng, một pha đánh cực ảo. Lên đời bằng khít nhau. Lực của Sea Vidal cũng rất khỏe, nhưng chỉ cần một cái lỗi nho nhỏ, đó chính là nông dân chặt thùng rừng. Và anh không để ý, vẫn đang mải mê lên cung A2 áo vẽ ruộng điên cuồng. Và sau đó người chiến thắng là Mưa Buồn khi lao lạc đà và những con cung R lao ọc vào luôn. Vâng, nhà đang kín thành hở, hở thành kín. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây. Tỷ số bây giờ Mưa Buồn chỉ cần chạm thêm một trận nữa thôi, anh sẽ là người chiếm lợi thế.